ahead and do it. Con Thiên Bảo làm việc tại tí không? Không biết sao có cái cảm giác là liên quan tới bóng đá, tên bóng hay gì đó đó. Em cũng có đồng cảm giác với chị Harry. Vậy hả? Cậu bé rất là thể thao. Mấy cô mấy chú huấn luyện viên bắt nhỏ tập mà nhỏ khờ luôn, đu không nổi. Thôi bây giờ coi menu nè. Mình sẽ đến với các gợi ý của chương trình. Xin mời. Bé Trần Tô Thiên Bảo, Wushu, tính toán nhanh, boxing, phát minh máy bắt mũi, Muay Thái. Muay Thái là thấy đặc biệt á. Em thấy là bé này có thể là đánh Muay Thái. Chị hả? Em chọn cái đó phải không? Chị loại đúng không? Tôi chọn Wushu. Thông minh quá. Đúng, có thể bé này sẽ đánh Wushu được. Gương mặt rất là đẹp trai. Tại sao gương mặt đẹp trai lại đánh Wushu ạ? Wushu là một môn võ, cái quyền của nó đánh rất là đẹp, uyển chuyển. Nó khác như cái môn võ khác là Wushu cũng vậy nhưng mà rất là uyển chuyển. Thì cái gương mặt này không biết sao nhìn rất là hợp với Wushu. Em đã nghĩ đây là một gương mặt mà thấy đánh Muay Thái rất là hay. Cái lại cái bàn tay, chị thấy em để ý bàn tay bên trái của bé, cái mấy cái này nè, mấy cái đốt xương á đó. Lồi ra. Đúng rồi, lồi ra. Tụi nghe nói ghê vậy. Lồi ra. Xương ai cũng lồi ra vậy hết trơn á. Mà nó chai kìa. Mà da ngâm ngâm là chắc chắn liên quan tới cái gì mà đúng là thể thao rồi. Vậy chị Harry nghĩ là cái gì ạ? Không, nếu như vậy thì mình nghĩ là Thái. Muay Thái. Bên đây là Wushu. Đúng rồi. Chốt. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bé Thiên Bảo để cùng xem tài năng thực sự của bé là gì. Chào con Thiên Bảo. Bây giờ con giới thiệu về bản thân mình cho mấy cô chú cũng như là biết tài năng của con là gì được không? Dạ, tài năng của con là võ sĩ Muay Thái. Muay Thái. Thiên Bảo, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi nè? Dạ, con 7 tuổi. Mới 7 tuổi hả? Dạ. Vậy con học Muay Thái được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, 1 năm mà. Mới 1 năm à? Dạ. Vậy thì bây giờ á, con biểu diễn cái bài võ của con cho mấy cô chú được xem nha. Mời con. Cố lên. Trời đất ơi, cái đối thủ bự vậy. Wow. Cả các thử thách đều đang được diễn ra rất liên tục. Rồi, đá bể bóng luôn. Wow. Phong phú thiệt á. Ây gù, ây gù, ây gù, ây gù. Đập đâu Đức, đập đâu. Ê, ê, ê. Tuổi nào nhìn lá vàng ước chiều này. Ngu quá, chơi chơi ngu quá. Nó cứng lắm à. Cứng hả? Coi coi. Nó cứng lắm à. Thiết đầu công. Ủa? Chết rồi, chảy máu luôn rồi. Dạ. Chồng chị là một người cực kỳ mạnh mẽ. Rồi, giỏi giang. Rất đàn ông. Đừng làm gia đình mất mặt anh nha. Dạ chồng ơi, đừng có làm em. Tôi đau à. Ê, ê. Người ta thử bằng đầu gối nó đưa cái đầu tôi vô thử. Nãy trời ơi cái thùng này thôi nhưng mà thật ra rất là cứng nha mọi người. Cứng lắm. Dạ. Nữa hả? Nữa. Bỏ này ra. Khoan ổn không? Vừa ra. Bỏ xuống. Anh Đức ơi, thực sự thì em nghĩ là anh có làm cái gì ở trong chương trình này anh có thể hiện sức mạnh đến mấy thì hãy để anh thể hiện. Cho một cơ hội đi. Cho Đức cơ hội đi. Thấy sai quá nha Đức, anh Đức. Đức nó giống cào cào. Anh Đức ơi, nhìn hèn quá anh Đức ơi. Mình nghĩ bạn không đủ sức với mình đâu. Mình muốn thử sức với ba bạn. Em nó giỡn ra, nó giỡn anh ơi. Giỡn thôi trời ơi. Xạo thôi đó. Hù nít với ai, hù anh vậy anh. Em hù nít thôi đâu dám giỡn với anh. Và đây, anh Trần Trung Sơn cũng chính là ba bé và là huấn luyện viên của bé. Wow. Mày xạo thôi Đức. Có đâu giả bộ việc lên để nói ảnh mốt dạy cho em. 10 xạo hả 7? Mày xạo hả 10? Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Con ơi, cái nhân dáng học của con, gương mặt con rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp trai, hiền lành, mà tại sao con chọn một bộ môn này? Là mình thích tự vệ hay là do mình muốn sau này mình tham gia những giải đấu lớn? Con tập để cho khỏe. Để cho khỏe. Ba vậy đúng không? Dạ. Ừ. Mà con có thích hay không hay là tại vì ba thích thì ba muốn con học? Dạ con thích. Nhưng mà khi mà con đánh nó, con có đau không? Dạ không. Không đau gì hết à? Dạ không. Từ lúc mà con học xong tới giờ là con đánh mấy bạn rồi? Dạ, không đánh bạn nào hết. Đúng rồi. Tinh thần của võ sĩ là phải vậy. Phải vậy chứ. Nhưng mà có khi nào mà bạn bè con bị ăn hiếp mà con ra con binh vực con bảo vệ chưa? Dạ, chưa. Chắc là bạn bè con chơi hòa đồng thân thiết yêu thương nhau lắm ha. Không có gây gỗ đánh lộn đánh lạo gì hết đúng không? Dạ. Lúc nào ba cũng đưa đón đi học hết, ít bạn kiếm chuyện lắm. Con thấy nãy giờ con làm nhiều thứ, con thấy cái nào là khó nhất? Dạ gỗ, dạ gỗ sắt. Gỗ sắt. Gỗ với sắt là khó nhất. Gỗ với sắt là khó nhất. Lúc đầu mình đánh nhưng mà thấy đau không? Dạ lúc đánh mà cũng thấy không đau. Vậy thì con tập bao lâu thì mới có thể đánh được gãy cái gỗ? Dạ 1 năm. Vậy là có nghĩa là rất là khó. Tại vì với cái lực của bé như vậy không phải là như người lớn của mình. Con ơi, thì bây giờ mấy cô chú ở dưới á, ai cũng yêu thích con và muốn con về với đội của mấy cô chú hết. Và con có quyền lựa chọn là con muốn về với đội của ban bình luận nào nè. Trấn Thành. Chưa kịp hỏi luôn, chưa kịp kêu gọi luôn. Vô đi. Nói gì nữa bây giờ.